Lần đầu tiên tại Việt Nam, workshop về chuẩn mực IFRS 16 được VisioEdu tổ chức giúp hàng nghìn kế toán chạm tay vào trình độ quốc tế. Áp dụng IFRS 16 không chỉ giúp cho các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể hội nhập với các thị trường tài chính quốc tế mà còn giúp kế toán hạn chế nhiều rủi ro trong kỳ báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Đến năm 2025, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ buộc phải chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Để giúp các bạn kế, kiểm tài chính đón đầu xu hướng, VisioEdu tổ chức workshop số 2 chuẩn mực IFRS 16 nhằm cung cấp toàn bộ tài liệu quan trọng liên quan đến chuẩn mực IFRS 16, hiểu trọn vẹn định nghĩa thuê tài sản, kế toán các thỏa thuận bán và thuê lại, nắm rõ điểm giống và khác nhau giữa chuẩn mực IFRS 16 và chuẩn mực VAS hiện hành, cập nhật nhanh những thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, rủi ro thường gặp khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế, giải đáp mọi vướng mắc về chuẩn mực IFRS 16 và các vấn đề liên quan đến thuế, sai phạm trên báo cáo tài chính đối với từng loại hình doanh nghiệp. Diễn giả: chuyên gia Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên cao cấp tại Hội Kiểm toán và Kế toán Việt Nam VA, với 25 năm kinh nghiệm về tư vấn thuế cho tập đoàn lớn, đào tạo cho gần 10.000 học viên. Tham gia ngay workshop 2, chuẩn mực IFRS 16, hướng tư duy kế toán mới để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích.